Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là bạo loạn tiếp diễn ở Bình Thuận, biểu tình và đình công tại Sài Gòn. Tin thứ hai là số người thuộc giới trung niên của Mỹ tự tử một lúc càng tăng. Và tin cuối cùng là một lãnh đạo Viettel bị bắt ở Tanzania vì trốn thuế. Mở đầu phần bản tin ngày hôm nay thì bạo loạn tiếp diễn sang ngày thứ hai tại tỉnh Bình Thuận và biểu tình cùng với đình công vẫn còn tại Sài Gòn. Việt Nam loan báo đã bắt hơn khoảng 200 người tại Phan Thiết và Sài Gòn. Các cuộc biểu tình tiếp diễn sang đến ngày thứ hai, phản đối về dự luật đặc khu kinh tế mà người dân đòi dẹp bỏ, trong khi nhà cầm quyền trì hoãn cho tới kỳ họp tới. Đồng thời thì họ cũng chống luôn cả dự luật an ninh mạng, dự trù sẽ thông qua tại Quốc hội vào ngày thứ ba sắp tới đây. Các địa phương khác xảy ra biểu tình vào hôm Chủ nhật có vẻ lắng xuống, trong khi đó thì không khí vẫn sôi sục tại Sài Gòn và đặc biệt là tỉnh Bình Thuận, bạo động vẫn đang tiếp diễn. Một số đoạn video được truyền đi trên Facebook và YouTube cho thấy rằng dân địa phương tấn công trụ sở công an tỉnh Bình Thuận vào hôm ngày thứ hai. Một đoạn video được đưa lên Facebook cho thấy người dân tham gia bạo loạn ở Phan Rí, Bình Thuận đã dùng bom xăng tấn công trụ sở phòng cháy chữa cháy thị trấn Phan Rí Cửa, đốt xe công vụ và một phần trụ sở của đơn vị này. Trong đoạn video, người ta có thể thấy rằng người dân biểu tình và cảnh sát cơ động ở thị xã Phan Rí ném nhau với gạch và đá. Trong khi đó, thì báo VN Express nói là không có ai thiệt mạng, nhưng có hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ bị thương về thiệt hại sau khi vụ đập phá vào chiều tối ngày Chủ nhật. Trong khi đó, thì tại Sài Gòn, video trên Facebook cho thấy một lực lượng lớn cảnh sát cơ động được tăng cường tới một khu vực ở đảo Sài Gòn và có rất nhiều người dân tụ tập tính đến biểu tình tiếp. Ngoài ra, thì hàng ngàn công dân của công ty Boeing ở Phú Nguyên có vốn đầu tư ở Trung Quốc đã biểu tình đình công ngay trước trụ sở công ty tại khu công nghệ Tân Tạo, quận Bình Tân. Trong video, người ta nghe thấy lời công nhân đình công đòi hỏi hủy bỏ dự luật đặc khu đặc kinh tế, không phải lùi thời gian biểu quyết như là kế hoãn bình của chế độ Hà Nội. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thì theo tin của USA Today, số vụ tự tử tăng hầu như ở tất cả tiểu bang Mỹ kể từ cuối thập niên 90 tới đây và hiện có khoảng 45.000 người dân Mỹ chết vì tự tử mỗi năm. Tuy nhiên, thì cái chết của đầu bếp nổi danh Anthony Bourdain, 61 tuổi, và nhà thiết kế thời trang Kate Spade, 55 tuổi tuần này khiến người ta phải chú ý hơn tới một tình trạng là số vụ tự tử tăng cao ở những thành phần ở giới trung niên. Mức độ tự tử tăng gần khoảng 30% vào năm 1999 cho tới nay, và sự gia tăng này được thấy ở cả nam lẫn cả nữ giới, cũng như là ở mọi sắc dân. Một bản báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho hay giới trung niên có số vụ tự tử cao nhất và mức độ tăng trưởng cũng cao nhất. Các dữ kiện cho thấy rằng ở mức độ tự tử ở người tuổi trung niên, kể cả nam và nữ, tăng ở mức cao hơn so với dân số. Mức độ này còn thấy cao hơn ở nữ giới trong cùng một độ tuổi, dù rằng là có nhiều người phía nam giới chết vì tự tử hơn. Trước đây thì giới có mức độ tự tử cao thường là nhiều người cao niên do là bị bệnh tật hay là sống trong tình trạng cô lập với xã hội. Và ngày nay, việc ngày càng có nhiều người trung niên tự tử phải được coi là một vấn đề y tế đáng quan tâm. Chiều hướng có nhiều người trung niên tự tử là điều ngạc nhiên bất ngờ vì người ở độ tuổi này thường có ổn định hơn về mặt tài chính cũng như có kinh nghiệm giải quyết các khó khăn của đời sống. Cơ quan CDC cho hay gần số một nửa số người tự tử thường là có chứng bệnh về tâm thần. Các chuyên gia tâm thần nói rằng có quá nhiều người ngần ngại, không đi tìm sự giúp đỡ khi họ bị trầm cảm, lạm dụng rượu hay là ma túy và hay gặp những khó khăn trong đời sống như là có vấn đề trong mối quan hệ với người khác, khó khăn tài chính hoặc là bị mất việc. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thì theo rinh của hãng thông tấn Reuters, giám đốc điều hành của tập đoàn viễn thông quốc doanh Viettel tại Tanzania là ông Lê Văn Đại, 35 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội gọi tắt là Viettel là một doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn của nhà nước thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tập đoàn này loan báo đầu tư tại 7 quốc gia ở châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Bản tin của Reuters cho biết về vụ việc rằng là các công tố viên Tanzania bởi buộc tội hai giám đốc điều hành của các công ty điện thoại di động và 4 nghi phạm khác trong một chiến dịch chống trốn thuế tại nước này. Một trong những nghi phạm là ông Lê Văn Đại. Tại tòa thì ông Đại và các nghi phạm còn lại đều không nhận tội gian lận thuế và đang bị giam chờ ngày phiên xử kế tiếp. Ngoài ra thì nhóm nghi phạm này còn bị thêm các cáo buộc khác như là gian lận mạng viễn thông, nhập khẩu và vận hành thiết bị viễn thông bất hợp pháp để qua mặt hệ thống giám sát viễn thông của chính phủ. Reuters nói rằng các giới chức Tanzania cho hay ông Đại và các nghi phạm khác được phát hiện sở hữu bất hợp pháp gần khoảng 300.000 SIM card chưa đăng ký và bị nghi gian lận nước quốc tế. Trong khi đó, thì tờ East African cho biết rằng
ông Đại cùng các nghi phạm khác bị buộc tội là phá hoại kinh tế với các hành vi gây thiệt hại cho chính phủ Tanzania hơn 500.000 đô la Mỹ. Vừa rồi là phần tin trong ngày hôm nay, nhất hành kính chào và hẹn gặp lại.